địa hình rất chật hẹp, đúng vừa khít con công lông ba bánh luôn. Và lại bá đạo thì cái cổng này đúng vừa khít cái xe luôn, mỗi bên chỉ cách khoảng 10 cm thôi các bác nhé. Hôm nay bác tài của chúng ta lái là cao thủ mới lái được vào cái ngõ này. Ba bè lái quệt quệt đường ngon. Cổng bé quá, cổng bé quá. Đổ ben nhưng nó vỡ rồi anh. Này địa hình rất là chật hẹp. Và bây giờ là bác tài của chúng ta phải khuôn từng bao xi măng này xuống một. Mặc dù đã lên ben để cho nó dốc xuống nhưng mà xi măng thì không được đổ ben mà phải khuôn xuống. Vì đổ ben nó sẽ bị vỡ. Mặc dù là xe có ben nhưng mà xi măng thì phải khuân, nên là công việc này cũng khá là vất vả. Xuống hết một xe này, lúc lên thì có xe lưng rồi nhưng mà cứ xuống là bắt buộc phải khuân các bác nhé. Ok, em xin kết thúc video đây nhá. Cảm ơn các bác đã xem video và các bác hãy ấn vào chuông để ủng hộ kênh em nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.